Ok và hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh channel của mình nha. Và mình là Jay Game đây, thì hôm nay mình sẽ review qua về cái game mình mới biết khoảng một tháng nay, nhưng mà vì không có thời gian nên là mình không thể quay được nha mọi người. Đấy thì tại là chỗ mình nó khá là ồn, bởi vì là mấy cái máy khoan nó khoan ấy, thế là nó nơi ồn thì mọi người thông cảm nhé. Thì cái game này nó ra mắt được khoảng một hai tháng rồi, là tầm 6 update, là tầm 6 hay là 7 update rồi ấy. Thì ấy, mình cũng cày được một chút. Đây mình chơi cái game này từ tận bản thử nghiệm cơ. Đấy, hiện tại là mình đã có được mấy cái món này rồi. Đấy, nguyên trá quỷ này. Thì cái game này là mình chơi từ 2 tháng trước, là nó kiểu như là nó cũng mới. Thì khi mà chơi thì mình được thằng CDS nó tặng cho mình một cái trái này, ai muốn xin mình ai muốn xin mình cho đấy gì đó. Thì cái game này thì chủ yếu là các bạn sẽ đi farm cái game này ấy. Cái này cái bản start nó buồn cười lắm mọi người ạ. Đây đấy nhá, mọi người có thể cái bản start này không? Mình không có dấu cộng để mình nắp để mình tăng nhá. Đây giờ mình sẽ sử dụng cái này đá rồi, thế rồi start rồi. Bây giờ mình cập xuống linh quán này, rồi xuống đây quán này đấy, mọi người thấy không, này cái điểm stamina nhá, mọi người để ý này, đấy nó sẽ tăng lên đúng không? Đấy cho nên nay hơn 70 tuổi mà chứ chưa gặp cái trường hợp nào mà... Thì khi mà các bạn sử dụng một cái món gì đó mà các bạn đánh thường hoặc dùng chiêu ấy, thì các bạn sẽ được nâng cái điểm này nhá. Khi mà các bạn sử dụng melee thì nó sẽ tăng điểm strength và stamina. Nếu mà các bạn mà đánh thường bằng kiếm thì nó sẽ tăng điểm shot. Các bạn dùng chiêu bắn thường bằng gun thì nó súng nó sẽ tăng điểm gun. Đấy. Còn dùng chiêu bằng trái ác quỷ nó sẽ tăng điểm fruit. Gì đấy? Thông báo Zalo ngoài vậy. Thì cái hạt haki này thì mọi người sẽ bọc cho từng loại vũ khí, ví dụ như là blacklead, dual flintlock, rồi xong kiếm các thứ này đấy. Thì mình nghĩ là mọi người cũng biết hết rồi, vì game này ra nó cũng khá lâu rồi, từ 2 tháng rồi. Thì cái này mình chỉ nói cho những bạn nào mà chưa biết thôi nhá. Đấy. Còn về cái điểm defense này thì các bạn sẽ đứng đây chịu đòn này, để cho bọn này đấm thì sẽ lên điểm defense thôi. Đây mình ra đây cho mọi người xem. Em tuôn chạy cho nhanh đi. Đây, đấm đi. Ê, cu, đấm ta đi. Đấm đi. Mình chém phát đi. Đấy, đấm đi. Đấy, mọi người để ý nhá, đây là điểm gì đấy. Bây giờ chụp hết pin mọi người ơi. Đấy, mọi người thấy không? Đấy, điểm defense này. Đấy, nó sẽ tăng lên. Đó. Cho lên level 28 luôn đấy, ok. Ôi giời ơi, đang lúc hình sự thì tự dưng lại hết pin cay vậy. Thôi tạm thời bằng cái mũi tên thôi. Đấy. Thì ở đảo Starter Island này, này. Đây, cái đảo Starter Island này nhá. Đấy. Thì các bạn sẽ có thể mua được Blacklab với giá là 500.000 belly, Dual Flintlock với giá 175.000 belly. Đấy, với cả Island Checker là cái la bàn này, này với giá là 50.000 melee nha mọi người. Còn về phần trả ác quỷ thì mình nhớ hình như là các bạn phải qua cái đảo nào ấy, Lager Town hay là cái đảo Lager Town hay là Shell Town ấy gì đấy, thông báo âm luôn mọi người ạ. Đây đấy, mình không nhớ nữa. Đấy, còn về phần Shell Town thì mọi người sẽ có thể là mua được cái sọc khi thăm kiếm của Zoro. Đấy, đây này. Thì hiện tại là mình mới có được hai thanh nhá. Thì thanh kiếm đầu tiên thì các bạn sẽ mua với giá là bao nhiêu nhỉ? Tầm 100.000 belly nhá. Thanh thứ hai thì mua với giá là 500.000 belly, còn thanh thứ ba thì các bạn sẽ mua với giá là 5 triệu belly. Đây là ở bản update trước không bạn? Thì mình chưa nghiên cứu gì nhiều. Ở đâu? Thanh thứ hai thì phải tầm 700.000 mọi người ạ, đúng rồi. Thanh thứ hai tầm 700.000. Thanh thứ nhất thì mình mua với giá là 100.000. Đấy.
Thì hiện tại là mình mới chỉ có song kiếm thôi, là có thanh gì đây, Suzaku với cả Kiretsu. Đấy, mình cũng không biết là trong game nó, trong phim nó như nào cả, nhưng mà trong trong game nó ghi này. Đấy, trong Blood Food thì hai thanh này nó tên là gì nhỉ? Sadie với cả Wando mọi người ạ. Đấy. Thì cái phần Haki thì các bạn sẽ mua ở cái hình như là cái tháp ở đằng này này. Đấy, mình không nhớ rõ nữa. Nó cao lắm. Với cả cũng có phân biệt nữa, nên là mình cũng không biết mua đâu. Mình cũng không biết như nào cả. Thì hiện tại là mình đang mình đang có mấy cái trái này này, có trái chóp này, trái thẳng hình này, đấy, trái sấm sét này, đây mấy trái nữa cơ, trái lửa, trái sáng đấy, đây là thanh Suzaku của mình này, đấy, cái gì đấy, sâm mình biển đậu xanh, không phá, thôi kệ đi, à, quay video mà, đấy. Thì video của mình cũng đến đến đây thôi, nói chung là mình chỉ nói qua loa tí tí về cái game này thôi đấy. Và cái game này nó không có level của người chơi nên nó chỉ có cái bảng phát level thôi này. Đấy thì mình nghĩ là rất chắc là nếu mà các bạn ăn trái Logia ấy thì nó sẽ tùy vào cái điểm defense của bạn để mà xác nhận, để mà kiểu quyết định xem là có con quái nào đánh các bạn mất máu con nào thì không đấy, kiểu vậy. Hiện tại thì mình đã sử dụng trái Phoenix vì là mình đang muốn luyện điểm defense mọi người ạ. Đây, đây điểm defense của mình mới 28 thôi, tại vì mình chú trọng vào việc farm quá. Đây thì mình sẽ ra đây cầm cái này lên chém phát đấy cho tận mình đấy, mình mất máu là nó hơi máu luôn, là cũng không cần phải lo về cái vấn đề này đấy. Xong là cứ điểm defense lên thì nó lại hồi đủ máu là không cần lo đâu. Đấy, ăn trái Phoenix để mà luyện điểm defense cũng khá là hay. Đấy. Mình thấy là hơi bị bất ổn rồi đấy. Tụt ở âm này. Số người chấp thế này. Bà con ơi, làm nước ơi. Nó phát ke vậy. Chủ ơn quái đây thì xong rồi. Cái cụ ra đây nào. Tới đây hành sự nào. Tới đây hành tổng thăng hồ. Alo. Đấy, cho được đứng đây đấm nhau. Cực kỳ hả? Bà ke thế nhở. Đấy, cứ để đây đi cho máy này. Đấy. Buồn cười vậy. Trông mặt này, buồn cười thật. Mọi người nhìn mặt này là thấy ghét rồi đấy. Đấy. Thì video của mình chắc là cũng nên kết thúc tại đây rồi. Thì nếu mọi người thấy hay đừng quên để lại cho mình một like, một share, một đăng ký kênh thì mình có thể động lực làm cho những video khác nữa nha. Còn giờ thì bye bye.